Chào các bạn, hôm nay mình chia sẻ cho các bạn một món bánh, đó là bánh trôi Nhật Bản hay còn gọi là Dango. Và với nguyên liệu ngày hôm nay thì thật là đơn giản để mình làm nên cái món bánh của mình. Và mình sẽ cần là 150g bột nếp, 150g bột gạo. Và mình sẽ cần là 240ml nước nóng nha các bạn. Rồi tiếp theo là mình sẽ có 60g đường cát trắng nè. Rồi mình sẽ muốn cái bánh của mình có màu xanh xanh ra đỏ đẹp mắt thì mình sẽ cần là nửa muỗng cà phê, bột trà xanh và cái màu đỏ như thế này. Và bên đây là cái thành phần nước sốt của mình nè các bạn. Mình sẽ cần 50ml nước lạnh nhé. 10ml nước xì dầu nè. Và thêm là 10ml rượu mirin nè các bạn. Và đây là đường cát trắng thì mình cần là 50g đường cát trắng. Và mình sẽ cần thêm là 10g bột bắp. Và không thể nào thiếu là những cái que tre như thế này để mình xỏ xim những cái bánh của mình. Rồi bây giờ mình sẽ bắt tay vào mình làm liền cái món bánh trôi Nhật Bản ngày hôm nay của mình nha các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ chuẩn bị một cái tô để mình nhồi bột. Mình sẽ cho 150g bột nếp vào nè các bạn. Rồi tiếp theo là 150g bột gạo vào luôn. Và thêm vào đây là 60g đường cát trắng nhé. Rồi mình sẽ cho vào đây là 240ml nước nóng để mình nhồi cái bột của mình lên đó các bạn. Nó mình dùng cái cây ha, mình đảo đều như thế này. Rồi bây giờ mình sẽ dùng cái tay mình nhồi bột cho nó dẻo, nó mịn ha, nó trộn đều lại các bạn. Mình nhồi đến khi nào mà nó không còn dính tay của mình là được á. Cái cục bột như vậy là được rồi nè các bạn. Rồi mình sẽ ngắt bột này ra, mình chia ra làm 3. Mình sẽ có làm 3 màu, màu xanh của trà xanh nè các bạn. Mình cho nửa muỗng cà phê bột trà xanh vào, mình sẽ nhồi với bột để nó có cái màu xanh lá cây đẹp mắt ha. Nó mình nhồi một hồi các bạn thì bột trà xanh nó đã quyện vào trong cái bột của mình, nó có một cái màu đẹp như thế này rồi nè. Đó, bây giờ mình để qua một bên ha, mình sẽ nhồi tiếp tục cái bột màu đỏ lên nè, màu đỏ màu hồng lên á. Mình cho một giọt màu đỏ vào trong cái bột này để mình nhồi lên. Nếu các bạn không có thích màu thì các bạn có thể làm cái bánh này một màu trắng không cũng được nha các bạn. Đó, bắt đầu mình cũng sẽ nhồi cái bột có cái màu đỏ lên thành màu hồng nè các bạn. Đó, mình nhồi một hồi cái bột của mình thành một cục bột màu hồng rất là đẹp rồi nè. Đó, bây giờ mình sẽ có 3 màu, màu xanh lá cây, màu hồng và màu trắng. Mình sẽ làm cái bánh này thành 3 màu. Đó, mình cắt một tí bột và mình vo nó thành viên tròn như thế này nè các bạn. Đó, tiếp tục mình sẽ vo cái bột màu hồng này thành một cái viên tròn bằng cái cục màu màu trắng mình mới vo xong nha. Vừa vừa ăn như thế này nè các bạn. Rồi bây giờ mình cũng sẽ vò cái màu xanh lá cây này nè, có cái bột trà xanh vào nè, mình cũng vò luôn. Rồi nãy giờ mình vò thành những cái viên tròn tròn, bột tròn tròn như thế này rồi nè các bạn. Bây giờ mình qua bếp và mình đem đi luộc những cục bột này nhé. Mình sẽ bắt một cái nồi nước cho nó sôi lên. Và sau đó mình sẽ cho những cái viên bột mình vo tròn á, mình cho vào trong cái nồi này để mình luộc cho những cái cục bột này nè nó chín lên. Đó,
Mình cho lần lượt vào hết cái số bột nãy giờ mình vo viên nha các bạn. Nó mình nấu nãy giờ nó đã sôi lên và mình thấy nó nổi lên mặt và nó chín. Bây giờ mình sẽ vớt nó ra. Mình cho nó ra một cái dĩa kế bên. Sau khi mình vớt những cái bột ra thì bây giờ mình sẽ nấu cái nước sốt. Mình sẽ cho vào đây là 50ml nước lạnh nè các bạn. Rồi tiếp theo là 10ml nước xì dầu nhé. Đường cát trắng thì 50g đường cát trắng nè. Và thêm cái rượu mirin nữa, 10ml nữa các bạn. Và mình sẽ cho cái bột bắp là 10g bột bắp vào đây luôn. Mình sẽ quậy đều lên như thế này cho nó tan ra. Mình bắt cái lửa lên nấu cái hỗn hợp nước sốt này. Mình nấu một hồi á, thì nước sốt của chúng ta nó sẽ đặc đặc lên như thế này nè các bạn. Như vậy là được rồi, mình sẽ tắt bếp. Rồi đây là cái dĩa bánh sau khi mình luộc xong. Và đây là cái chén nước sốt nè các bạn. Mình cho nó ra, cái chén mình để qua một bên như thế này. Và đây là những cái que tre để mình sim que những cái cục bột, cục bánh của mình lên cho nó đẹp mắt hơn nha các bạn. Đó, bây giờ mình sẽ sim cái màu xanh trước nè. Tiếp đó là một cái màu hồng lên, xanh xanh, hồng hồng, trắng trắng, nhìn rất là thích thú, rất là đẹp mắt luôn. Đó, mình chim một cái cây thành ba cái màu như thế này, mình để nó qua dĩa kế bên và mình sẽ làm tiếp tục. Mình cũng xem những cái cục bánh nè vào trong cái que cho nó đều ha. Đó, mình sẽ sim cho lần lượt hết cái số bánh của mình vào trong cái que tre như thế này nha. Và cái dĩa sau khi mà mình đã ghim những cái que vào cho màu sắc nó rất đẹp như thế này nè các bạn. Rồi tiếp theo là mình sẽ lấy cái chén nước sốt này nè. Mình sẽ rưới nước sốt lên từng cái que bánh như thế này cho nó đẹp mắt. Và sau khi mà mình làm xong, mình ăn vào thì cái bánh của chúng ta nó dẻo dẻo, nó rất là ngon. Và cộng thêm cái nước sốt nó ngọt ngọt nữa các bạn. Rất là tuyệt vời luôn. Mình làm như vậy đã xong một cái dĩa bánh thật là ngon, bánh trôi Nhật Bản đó các bạn. Và cái món bánh trôi Nhật Bản này nè, người ta có thể làm hình chữ nhật, hình dẹp, nhưng phổ biến nhất á, là mình thấy làm hình tròn á các bạn. Và cái món bánh này là một cái món ăn chơi rất là bình dị và được mọi người ở Nhật á, dùng quanh năm luôn. Và nếu như mà các bạn thích cái loại bánh này thì các bạn có thể vào bếp và làm theo cách chia sẻ của mình để các bạn có một cái món bánh trôi Nhật Bản thật là tuyệt vời cho gia đình của mình. Mình chúc các bạn làm thành công nha.